đến với Phú Quốc thì nghệ sĩ Hai Nhật Cường đang khám phá món bún quậy. Trước khi món bún quậy là mình phải cầm cái này, là cầm tại sao gọi là món bún quậy anh Cường? Món bún quậy ở đây là có nghĩa là ở đây nó có pha sẵn tất cả các đường muối bột ngọt là vô đây nè, sau xôi đó mình múc để bỏ ở đây, rồi xong rồi ớt nè đó mình xay ra, xong ăn cay mà cay đúng không? Cay muốn cay cay không bây giờ bắt đầu tắt là muốn 5-6 trái tùy mình muốn, xong mình quậy đó gọi là bún quậy. Sau đó quậy là quậy cái này chứ không phải là quậy quả đúng không? Quậy quả nó quánh cho xương mặt, quậy quả quánh xương mặt nó đưa về biển luôn, biển khơi luôn. Đó, xong rồi có cái khay nè, có khay xong rồi anh Hải anh bưng rồi. Xâm nhập vô thị trường này chút xíu nha. Xâm nhập con. Xâm nhập lại. Đây cái mầm sắp rồi. Dạ. Em đem cuối hả? Đâu có, em mới ra đêm đầu tiên luôn á. Bưng vô rồi đứng đây đòi hỏi chi. Không, bây giờ anh đi vô đi, người ta quay nguyên liệu rồi sáng chứ. Ờ gì hả? Ừ. Nguyên liệu nữa. Cái này là nhớ quay lát vô ăn nha. Biết rồi rồi dễ dàng gì không ăn. Cái này là bún là mình chế biến sẵn luôn đúng không ạ? Ý không, mình làm tới đâu mình chế biến tới đó đúng không? Đúng rồi. Không quá chất nha, đây là cái máy chế biến bún. Đây nè, bột bún nè mọi người. Một cơm rất tươi nha mọi người. Ai tên lùng vậy? Dạ bé lùng đây nè. Ờ tội quá, chắc nó lùng lắm nè. Quá. Đây này bé lùng nè. Đây là cái này là buổi trưa nè mọi người, nhưng nếu mà làm buổi sáng thì rất là đông nha. Giờ đây thành quả. Có tôi cũng quậy trước phải, bây giờ anh nắng quậy phải biết ăn. Không, tức là tôi mình nói trước là cái bún này nó không có quá chất. Đúng rồi, chính xác. Làm tại chỗ. Cái hai nữa là trong này nó có mực. Tôm, cái đó là tôm đánh ra, tôm đánh ra thành chả. Với lại đúng rồi, trước khi ăn anh phải múc một muỗng đầy anh chế vô. Đúng rồi, chính xác. Chế vô đúng không? Cái muỗng này là cái muỗng gồm hỗn hợp ớt, bột ngọt, muối, đường. Chế vô. Sau đó là cầm ly nước mía uống đúng không? Không, nước mía là cái đồ riêng, không dính líu gì tới cuộc đời này. Rồi bây giờ tới anh quay ngược lại em đi. Đây. Hay. Mấy đứa bé này đó, thấy anh Nhật Cường nhổ xin chữ ký nha. Xin chữ ký lên em rồi đó. Rồi từ để xong cái gì con đợi chút xíu chữ ký cho con. Người ta nói là trời đánh tránh bữa ăn nhưng mà sao vậy ta, sao đây là những nước mà dễ thương mà anh đó. Sao ký tên cho người ta con. Mấy đứa học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 5. Học lớp 5 hả? Ngồi đây nha, chỉ là còn một con đoàn cơ. Một con đoàn nữa cơ à? Vâng ạ. Thấy Hiếu Huyền chứ. Thấy Hiếu Huyền á. Đúng rồi, chứ hôm nay ra ngoài đây mà. Học giỏi không? Đi ra. Ai học giỏi không? Ai học giỏi không? Đây bạn có con em, học giỏi không? Đây đây, những gương mặt mà tới xin chị mấy anh em. Hôm đó có anh Hải nè, chở Nhật Cường với anh Nam cùng đi ăn nè, đó. Được rồi. Đây. Nè. Ông nhận ký này nó khỏe hơn, còn hơn là quậy quậy bún quậy ha. Dạ đúng rồi. Chú con. Địa chỉ nhà chú đâu vậy chú? Bớt hỏi những chuyện đó nha con nha. Không có biết đường đi đâu nè. Xa lắm nha con nha. Đi đâu? Đi xuống đâu nào? Cái cháu lớp mấy rồi? Lớp 5 ạ. Lớp 5 à? Không có cứ biết rồi. Điểm chỉ à? Chú 12. Đấy. Đây. Rồi. Cảm ơn nha. Chú cứ ngồi đây chờ nha. Đó, xin chào mọi người. Và bây giờ là ba anh em chúng tôi sẽ bắt đầu thưởng thức món bún quậy tại Phú Quốc. Nhớ nha, like nha, subscribe, mỗi tay nha, chia sẻ cho mọi người nha. Nay mai sẽ có sản phẩm mới liên tục, nhất là nhạc chế với hai tiểu phẩm hài đã viết xong rồi, chờ bắt đầu lên YouTube thôi. Rồi bây giờ ăn đi anh cho cảm nhận cái món như thế nào đấy. Rất ngon.
bún ăn vô cảm giác nó không có cái hấp dẫn mà. À. Không có pha thì ngon. Cái gì hả? Ăn ngọt, bỏ đường vô, mình ăn muối, bỏ mặn, bỏ muối vô. Đúng rồi, ăn ít mặn lại nó tốt. Ăn mặn quá tốt. Mà quan trọng là tại vì cái này là cá tôm nó tươi từ dưới biển đánh lên đó, đúng không anh Hải? Đúng rồi. Chú 12. Chú 12 ký lên. Hôm nay là chú ở sân nhà rộng. Rồi. Đúng rồi con. Chú 12. Chú 12 ký lên. Chú 12 ký lên đi. Này con, nhớ coi thập tứ của nương nha, gặp chú Trương Phi nha. Đó. Vừa ăn vừa ký. Rồi con, chúc con học giỏi nha. Ok, bye. Ăn sao anh Cường? Ừ. Cảm giác sao? Ngon, tuyệt vời. À. Bên kia bữa nào mình thử bên kia nè, mình gấp cho nó là quá ngon. Không mà em nghe nói là có một cái quán ở Lê Thị Riêng quận nhất à. Cũng quán bún quậy luôn. Nhưng mà thật sự ăn ở đó là em muốn quậy quán luôn, tại vì nó không được ngon. Đấy, cuộc đời à. Á, là những chuyến đi chúng ta phải cần phải ẩm thực. Cũng có câu nói là ngon quá, hơi ho. Tiền nhiều để làm gì đó. Ừ. Biết thưởng thức của du lịch. Có khi nào mà em quay cho anh ăn hết đồ rồi đến khi em ăn là nó nguội không? Vô đổi cho khác. Thôi ha. Ừ. Đó, thành thử ra thôi. Nói là cuối cùng là tạm biệt. Dạ, hello mọi người. Dạ, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Thì Cường nhớ bấm subscribe ở bên trái nha mọi người nha. Để theo dõi và coi những clip sau thú vị hơn, hấp dẫn hơn và hay hơn nhiều. Xin chân thành cảm ơn nha. Rồi, bây giờ chưa phải tạm biệt.